Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với vlog của Cao Minh Tiến. Và ngày hôm nay thì trên đường đi ra sân bay để chuẩn bị đi công tác thì mình mới nhớ ra là ngày mai sẽ là ngày lên sóng MV mới, clip mới. Và mình hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn một ba điều rất là nhỏ thôi. Là khi mà muốn trở thành một nhà thiết kế thì sẽ cần phải có ba thói quen. Và điều đầu tiên đấy là cái thói quen mà các bạn phải đọc nhiều. Các bạn hãy đọc rất là nhiều những cái thông tin, những cái tin tức, rồi tất cả những cái bài viết về liên quan đến thời trang. Khi các bạn đọc nhiều thì các bạn sẽ có thêm được rất là nhiều kiến thức về các thương hiệu, về xu hướng, các bạn sẽ cập nhật rồi về phần lịch sử. Đấy là tất cả những cái kiến thức mà rất là quan trọng và rất là có ích đối với những nhà thiết kế hoặc thậm chí là kể cả stylist hay tất cả những cái ngành nghề liên quan đến thời trang, thì các bạn đều cần phải cập nhật rất là nhanh và chính xác về cái phần xu hướng. Rồi thì khi mà các bạn đọc thì các bạn sẽ rút ra được kinh nghiệm để về cách phát âm và các tìm hiểu được các ngôn ngữ của về chuyên ngành của ngành thiết kế thời trang. Cái điều này thì sẽ rất là cần thiết trong khi các bạn làm nghề, khi các bạn viết content, khi mà các bạn sử dụng, các bạn trao đổi với khách hàng. Tất cả những cái ngôn ngữ chuyên ngành nó sẽ giúp cho các bạn cái khả năng nói và cái lời nói của bạn có trọng lượng hơn và có cái độ tin cậy và chính xác nó cao hơn. Thói quen thứ hai thì chắc chắn là sau khi đọc nhiều thì chúng ta sẽ phải xem nhiều. Các bạn xem rất nhiều, xem hình ảnh của các bộ sưu tập, xem và tất nhiên là không phải là những bộ sưu tập mới đâu mà các bạn còn phải xem rất là nhiều các bộ sưu tập trước đấy. Khi mà các bạn xem những cái hình ảnh, cập nhật các cái hình ảnh, các cái xu hướng mốt trên thế giới, rồi các bộ sưu tập lớn nhỏ của các nhà thiết kế giữa các mùa mốt, thì các bạn sẽ nhận ra rằng là cái sự thay đổi của các cái xu hướng của phong cách nó sẽ cập nhật ở giữa những mùa mốt như năm 19 sang năm 20, những giữa bộ sưu tập xuân hè với bộ sưu tập thu đông nó sẽ khác nhau cái gì. Và đấy sẽ là những cái mà giúp cho các bạn có thể cập nhật nhiều hơn. Và ngoài ra thì về cái phần hình ảnh, khi mà các bạn xem nhiều thì các bạn sẽ có kinh nghiệm để xây dựng lên cho mình những cái tư duy và những cái hình ảnh mới về form dáng, về cái tư duy sáng tạo. Các bạn có khi mà các bạn xem nhiều thì các bạn sẽ xây dựng lên cho các bạn một cái khối lượng kiến thức, một cái thư viện hình ảnh trong trong cái tư duy của mình nó sẽ rất là nhiều. Và khi mà các bạn thiết kế thì các bạn sẽ hình dung ra và các bạn sẽ có thể lấy cái đó ra để học hỏi và để xây dựng lên cho bộ sưu tập của các bạn. Và tất nhiên rồi, khi mà các bạn xem nhiều thì các bạn cập nhật được cái cách mix, cách phối đồ và cái cách kết hợp giữa phụ kiện và tất cả các thứ. Khi mà các bạn làm, khi mà các bạn xem nhiều và các bạn nhận ra được những cái việc đấy và các bạn ghi nhận lại các hình ảnh, thì cũng đồng nghĩa với việc là các bạn đã xây dựng nên cho mình một cái gu thẩm mỹ tốt hơn, một cái những cái nhận định và những cái các bạn cập nhật những cái hình ảnh, những cái xu hướng mốt, giúp cho các bạn thiết kế và trở nên là một cái con người mà rất là có những cái kiến thức về hình ảnh rất là dày và rất là tốt cho cái việc của các bạn làm nghề. Thứ ba nữa là các bạn hãy tập cho mình một cái thói quen tư duy logic. Các bạn hãy đặt ra những câu hỏi và tự trả lời. Trước khi thiết kế thì các bạn hãy hỏi, tự đặt ra một cái câu hỏi là cái mẫu mã này để làm gì, cái mẫu mã này được dùng cho việc gì, và các bạn sẽ trả lời. Với những cái việc như thế này thì các bạn, với một cái việc như thế này thì sẽ cần đáp ứng nhu cầu gì. Nói chung là khi mà chúng ta có một cái tư duy logic về giữa cái hoàn cảnh sử dụng, giữa cái con người, giữa và kết hợp với cái việc mà nhu cầu của họ để cho các bạn hình thành được cái mẫu mã, cái sản phẩm, thì nó sẽ giúp cho các bạn sẽ lựa chọn và đưa ra những cái
bạn sẽ thiết kế ra để đáp ứng được nhu cầu sử dụng của cái người tiêu dùng, và khi đó thì các bạn sẽ cái việc rủi ro và cái việc mà cái mẫu mã đấy của bạn được có rất là nhiều tính ứng dụng ở trong đó thì nó sẽ rất là tốt và rất là hiệu quả trong việc kinh doanh. Tất nhiên rồi, đây là ba thói quen mà không phải là tất cả, sẽ còn rất là nhiều công việc phải làm. Thế nhưng mà đây là ba cái thói quen mà các bạn nên duy trì mỗi ngày, các bạn nên làm nó để trở thành một cái mà nó gần như là một cái thói quen hàng ngày để giúp cho các bạn giống như kiểu các cái việc mà các bạn học. Thì mỗi ngày một chút thì nó sẽ làm cho bạn trở thành có rất là nhiều kiến thức và giúp cho các bạn rất rất nhiều trong cái công việc thiết kế. Cuối cùng thì các bạn hãy cố gắng để mình có những cái thói quen tốt, và hy vọng là những cái thói quen này nó sẽ giúp ích và sẽ gọi là mở ra cho các bạn những cái hướng đi mới, hay là giúp cho các bạn cái việc mà các bạn tìm kiếm ý tưởng rồi thì bắt tay vào thiết kế nó tốt hơn. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Hãy để lại comment và tất cả những cái gì mà các bạn muốn mình tư vấn. Xin chào và hẹn gặp lại.